Bây giờ biết phải làm sao? Bây giờ biết phải làm sao bây giờ? Hừ. Có chuyện gì mà cậu nói như mấy người Hồng Kông trong phim vậy chứ? Doraemon à, cậu không có biết gì hết. Đó có cục sô-cô-la. Bây giờ ăn thì hết mà không ăn thì tiếc. Người ta, cậu làm tớ nhớ tới một câu tục ngữ trong tiếng Anh, đó là You can't have your cake and eat it. Hello các bạn đang theo dõi chuyên mục Idiomatic Phrases của Go Learn English. Idiom hôm nay của chúng ta đó là You can't have a cake and eat it. Như trong cái clip đầu tiên thì chúng ta có thể thấy Nobita phải lựa chọn giữa việc giữ thanh sô-cô-la và ăn sô-cô-la đó. Nếu như giữ sô-cô-la thì Nobita có thể thấy nó hoài nhưng mà không ăn được. Và trường hợp khác nếu Nobita ăn nó thì Nobita sẽ không thấy nó nữa, nhưng mà Nobita được thử nó. Right, idiom này có vẻ rất thích hợp trong cái trường hợp của cái clip vừa rồi. You can't have your cake and eat it. Một là ăn, mất, hai là không ăn, còn. Trước khi xem qua phần sử dụng thì mình cũng muốn lưu ý với các bạn rằng chúng ta có thể tìm kiếm idiom này trên Google dưới dạng là You can't have your cake and eat it. Và có thể các bạn cũng có thể tìm thấy cái idiom này với dạng là You can't have the cake and eat it. Right, hướng dẫn sử dụng trước khi dùng idiom này, như các bạn thấy nó là một verb phrase, can't have, nó là một cụm verb, phần phía sau nó là object. Vậy thì mình sử dụng như thế nào? Rất đơn giản, các bạn chỉ việc cho subject vào trước verb, thế là xong. Subject của chúng ta có thể là he, she, it hoặc bất kỳ một cái tên nào đó. Ví dụ như they can't have their cake and eat it, we can't have our cake and eat it, you can't have your cake and eat it. Nghĩa là chúng ta phải thay đổi cái tính từ sở hữu they, our, my tùy thuộc vào subject. Đơn giản phải không nào? Chúng ta cùng xem một vài ví dụ nha. Ok, chúng ta hãy cùng nhìn vào ba ví dụ này nhé. Ví dụ thứ nhất, you can't have your cake and eat it. Thì các bạn có thể thấy subject là you, cho nên tính từ sở hữu đó là your. Ví dụ thứ hai, he can't have his cake and eat it. Các bạn có thể thấy subject ở đây là he, và tương ứng với tính từ sở hữu của nó sẽ là his. Và ví dụ cuối cùng, they can't have the cake and eat it. Chúng ta có subject là they và tính từ sở hữu tương ứng there. Right, vậy bây giờ chúng ta hãy cùng ôn lại mọi thứ trước khi rời đi nhé. Vậy thì idiom ngày hôm nay của chúng ta đó là you can't have your cake and eat it. Nó dùng để chỉ những cái tình huống mà trong đó các bạn phải lựa chọn giữa cái này hoặc cái kia. Và việc dùng nó thì chúng ta chỉ việc thế cái subject theo đúng ngữ cảnh của các bạn muốn nói và thay đổi cái tính từ sở hữu. Thế là xong. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi channel này thì bấm vào subscribe để nhận được thông báo mới nhất ngay khi có clip nhé. Right, và hãy nhớ là trong cuộc sống này, you can't have your cake and eat it. See you.